Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Trường Dạ Dư Hỏa của tác giả Mực Thích Lặn Nước. Tập 24. Chương 231. Khiêu khích 2. Đồ thần kinh. Người đàn ông to con thốt lên mắng mỏ. Mày là con nít à? Có phải lông phía dưới chưa mọc đủ đúng không? Flynn đang rót rượu ngẩng đầu nhìn bên này, hô một câu, Triệu Thiết, đừng gây chuyện. Được mấy hốc rượu là không biết mình họ gì rồi hử? Triệu Thiết không dám làm trái ý thủ lĩnh, hùng hùng hổ hổ ngồi xuống. Đúng lúc này, Thương Kiến Diệu đột nhiên đứng dậy khỏi chiếc ghế chân cao, đi tới trước mặt Triệu Thiết. Sau đó, hắn bắt đầu cởi thắt lưng quần. Mày! Làm gì vậy? Triệu Thiết và đồng bọn của gã đều ngơ ngác. Thương Kiến Diệu nói rất nghiêm túc, của tao chắc chắn to hơn của mày. Giờ phút này, không chỉ Triệu Thiết, đến cả đám người Tưởng Bạch Miên, Long Duyệt Hồng đều nghi ngờ lỗ tai của mình. Chờ khi kịp phản ứng, một cơn giận điên cuồng từ đáy lòng sộc lên tận đầu óc Triệu Thiết. Điều này không chỉ vì gã thấy đối phương đang sỉ nhục mình, mà còn nằm ở chỗ gã nhất thời không biết nên ứng phó ra sao. Chẳng lẽ gã phải đứng lên, trước mắt bao người, cởi quần ra so với đối phương một phen. Thương Kiến Diệu không xấu hổ, nhưng Triệu Thiết vẫn rất cần mặt mũi. Vả lại, thắng thì còn đỡ, nhưng nếu thua thì sao? Nếu như vậy, Triệu Thiết cảm thấy chính gã không còn mặt mũi nào ở lại trong thương đội được nữa. Không được, không thể để hắn nắm mũi dắt mình đi như vậy được. Triệu Thiết nheo mắt lại, chỉ ra bên ngoài nói, cũng tạm được đấy. Có bản lĩnh thì ra ngoài luyện chút. Được. Thương Kiến Diệu thắt lại thắt lưng, nhanh chóng đồng ý. Tưởng Bạch Miên khẽ nhíu mày, cảm thấy chính cô có chút không nhìn thấu chuyện này. Thực ra cô không lo Thương Kiến Diệu sẽ thua, bởi cô vẫn rất tin tưởng năng lực võ thuật của mình, mà Thương Kiến Diệu là người có trình độ gần với cô nhất trong tổ điều tra thế giới cũ. Cô chỉ có chút không rõ rốt cuộc Thương Kiến Diệu muốn làm gì. Ý tưởng đánh một trận, thể hiện chút thực lực, tiện cho đối thoại sau này thì cô không ngăn cản, cũng làm cho Long Duyệt Hồng đừng lên tiếng. Thấy đồng đội của Thương Kiến Diệu đều không để ý cho lắm, đoàn trưởng Flynn của thương đoàn người vô can này cũng mang tâm tính muốn xem trò hay, bèn mở to miệng hô to với bên ngoài, ngừng nhạc lại. Có người muốn biểu diễn, loa trên nhà xe hai bên nhanh chóng im xuống, đám trai gái đang nhảy nhót uốn éo ở khu vực trống được bao vây bởi những chiếc bàn kia đều lui ra ngoài. Triệu Thiết hùng hổ dẫn đầu nhảy xuống khỏi xe của trưởng đoàn, đi vào bãi trống lập lòe ánh sáng đủ mọi màu sắc này. Thương Kiến Diệu không vội vã đi ra ngoài, mà trước tiên lấy ba lô hành quân xuống, móc ra chiếc loa nhỏ màu đen đế màu xanh lam yêu quý của mình ra. Thứ này vừa có thể cắm điện, cũng có thể sử dụng loại pin tuổi thọ cao của thế giới cũ, mà hiện giờ vẫn có thế lực đang sản xuất. Thấy cảnh đó, hàng lông mày dày đẹp của Tưởng Bạch Miên hơi giật giật. Thương Kiến Diệu lập tức đặt chiếc loa nhỏ ở cửa của nhà xe, rồi ấn một nút, bấm. Trong tiếng điện rè rè, hắn tiến vào bãi đất trống. Một giây sau, từ trong loa vang lên một giọng nữ cao vút, tôi đang nhìn lên phía trên mặt trăng. Kèm theo tiếng hát đó, cơ thể Thương Kiến Diệu khẽ đung đưa, hai chân không ngừng thay nhau đưa ra trước sau, trông khá là có nhịp điệu. Sau đó hắn ngoắc ngón tay với Triệu Thiết, ới, quên lãng quá khứ, hong khô những yêu thương. Trong tiếng hát đó, đối mặt với đối thủ như vậy, Triệu Thiết đột nhiên có cảm giác như nếu mình thật sự xông tới là đã thua rồi. Điều đó làm cho gã hệt như bị người ta cởi quần thị chúng vậy. Nhưng đã đến nước này, không lên cũng không được, dù sao không thể tỏ ra hèn nhát đúng không? Triệu Thiết tự cổ vũ bản thân, hít một hơi thật sâu rồi cất bước đi tới. Trong quá trình đó, gã nhìn chằm chằm chỗ hai chân và bả vai Thương Kiến Diệu. Đó là vì trong vài thuật đấu võ mà gã biết, bộ pháp là khá quan trọng, mà trạng thái bả vai giúp gã dự đoán xem đối phương sẽ ra quyền từ cánh tay nào. Là một người vô căn, từ bé gã đã được huấn luyện rất nghiêm khắc, còn bái một vị sư phụ quyền thủ rất lợi hại ở thành Tối Sơ. Chứ gã chẳng phải loại người chỉ dựa vào vóc dáng để bắt nạt người ta. Sau khi điều chỉnh bước chân, Triệu Thiết bước lên một bước. Gần như cùng lúc, Thương Kiến Diệu lui ra sau một bước. Triệt Thiết lại tiến lên, Thương Kiến Diệu lại lùi ra sau, vẫn giữ được khoảng cách vừa đủ. Đột nhiên, Thương Kiến Diệu giành trước tiến lên một bước. Triệu Thiết vô thức lùi bước để né tránh. Một lùi một tiến một lùi, hai người bắt đúng tiết tấu của đoạn hát lúc thấy, lúc không thấy. Những người đứng xem xung quanh lập tức vỗ tay rào rào, nhảy hay quá. Bây giờ bọn họ mới hiểu vừa nãy trưởng đoàn nói biểu diễn là gì,
Nghe được những lời khen ngợi kiểu này, Triệu Thiết lập tức đỏ bừng mặt, không thể khống chế được bản thân, lập tức nhào tới. Thương Kiến Diệu thoải mái né tránh, rồi đưa chân ra ngáng, thò tay ra vật, lập tức ném Triệu Thiết ngã rầm xuống đất, làm gã đầu óc quay quay không phân biệt nổi đông tây nam bắc. Sau đó, hắn cúi người xuống, áp chế đối phương hoàn toàn. Triệu Thiết coi như cũng là kẻ thức thời, thấy không còn cách nào cứu vãn, cũng không cậy mạnh, trực tiếp cúi đầu ồm ồm nói, tao thua rồi. Thương Kiến Diệu đứng lên, có chút luyến tiếc bước trở về, cầm lấy chiếc loa nhỏ lên rồi tắt đi. Tưởng Bạch Miên nhìn anh ta, nhíu mày hỏi, anh lòng vòng như vậy chẳng lẽ chỉ là để ra bên ngoài nhảy một trận đấy chứ? Thương Kiến Diệu trung thực gật đầu, nếu trực tiếp đòi ra thì cô sẽ không cho. Anh đúng là cố chấp ghê đấy nhỉ? Ha, còn biết chơi dương đông kích tây, cũng thông minh đấy chứ? Tưởng Bạch Miên bật cười nói. Thương Kiến Diệu suy nghĩ một chút rồi đáp, có lẽ là bệnh càng nghiêm trọng hơn thôi. Các bạn đang nghe chuyện Trường Dạ Dư Hỏa của tác giả Mực Thích Lặn Nước tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 232, mua bán, 1. Đối mặt với bệnh nhân tâm thần có giấy chứng nhận của bác sĩ, Tưởng Bạch Miên hoàn toàn câm nín. Nói thẳng ra thì cô không tin Thương Kiến Diệu làm nhiều như vậy chỉ là để được ra ngoài nhảy một lần. Điều này thực sự không khoa học. Nên biết rằng, chỉ trong vài phút đồng hồ ngắn ngủi, Thương Kiến Diệu trước tiên dùng việc nhìn chằm chằm không chút nhượng bộ chọc giận Triệu Thiết. Sau đó nắm bắt cơ hội dùng cách cởi quần so to nhỏ để khiêu khích, đã thành công trong việc khiến đối phương lựa chọn ra sàn nhảy bên ngoài để đấu đơn. Mà hắn tốn sức như vậy, vòng vèo như vậy cũng chỉ là để thoát khỏi giới hạn, được ra ngoài bật nhạc, nhảy một trận. So với điều đó, Tưởng Bạch Miên thà tin rằng mỗi một bước trong quá trình này đều là biến hóa mang đến do đầu óc Thương Kiến Diệu bị chập mạch, sau đó thể hiện ra kết quả như vậy. Nhưng lấy đủ các loại chi tiết và hiểu biết về Thương Kiến Diệu, loại trừ tất cả những điều không có khả năng, như vậy đáp án chỉ có một. Người này mưu kế chi tiết, thận trọng, hành động vòng vèo, thật sự chỉ là để được ra ngoài tham gia cuộc vui, nhảy múa một lúc mà thôi. Chuyện này cũng giống một người lên kế hoạch trong một thời gian dài, dùng phương án vòng vòng đan sen hoàn thành việc cướp bóc, mục đích chỉ là để nhân cơ hội này chia sẻ kẹo que với cô gái nạn nhân kia. Đây là sự cố chấp của người bệnh tâm thần. Vì một mục tiêu rất đơn giản, bọn họ có thể đi một vòng lớn, thiết kế ra một phương án cực kỳ phức tạp và lại khả năng hành động mạnh mẽ đến đáng sợ. Tưởng Bạch Miên thầm cảm thán trong lòng, rồi lặng chỉ vào chiếc ghế chân cao bên cạnh, nếu đã nhảy xong rồi thì ngồi xuống đi. Thương Kiến Diệu còn chưa kịp cất bước thì đột nhiên một đám người trẻ tuổi xộc vào trong nhà xe. Những mùi của đủ loại xăng dầu khác biệt hoặc nhạt hoặc nồng lập tức xộc vào trong chóp mũi đám người Long Duyệt Hồng. Trong những người trẻ tuổi này, nam đều cạo sạch hai bên đầu, nữ thì để tóc ngắn, hoặc không thì tóc có màu xanh, tím, đỏ hoặc vàng, hệt như ánh đèn đang lập lòe bên ngoài. Bọn họ vây quanh Thương Kiến Diệu, mồm năm miệng mười hỏi, bài hát vừa rồi tên là gì? Thật sự rất ý nghĩa, hiện giờ tôi vẫn còn chìm trong giai điệu đó, không ngừng lại được. Có thể sao chép cho chúng tôi một bản được không? Nhịp điệu kia đúng là quá tuyệt vời mà. Thương Kiến Diệu nở nụ cười tươi rói như ánh mặt trời, được. Mấy bài hát mà các vị phát lúc trước cũng phải sao chép sang cho tôi với nhé. Nghe hắn đáp lại như vậy, những người trẻ tuổi kia đều giơ ngón tay cái, có mắt đấy. Cứ thế, Thương Kiến Diệu và bọn họ xen lẫn nhau, mượn một chiếc máy tính cầm tay với dòng dữ liệu tương ứng chuyển vào để trao đổi loại âm nhạc mà bọn họ yêu thích. Sau khi làm xong, Thương Kiến Diệu mới lưu luyến không nỡ quay về bên cạnh Tưởng Bạch Miên rồi ngồi xuống. Tưởng Bạch Miên xem toàn bộ quá trình bọn họ trao đổi, như có suy nghĩ, bèn hỏi, sao? Này nếu đánh nhau với người ta, đừng bảo anh sẽ bật nhạc hết nhé. Thương Kiến Diệu đáp lại rất nghiêm túc, nếu có cơ hội, nếu thời gian cũng cho phép. Không chờ đám người Tưởng Bạch Miên nói gì, hắn trình bày ý nghĩ của mình, và lại, kẻ địch khác biệt phải phối hợp với loại nhạc khác nhau. Hệt như loại thầy tu máy móc như thiền sư Tịnh Pháp này, phải bật một bài hát tên là Cực Lạc Niết Bàn. Tuy tôi nghe mà không hiểu lời bài hát lắm, nhưng tôi cảm thấy cái tên này rất xứng với bọn họ. Tưởng Bạch Miên tưởng tượng cảnh mọi người đang chiến đấu kịch liệt, kèm theo tiếng nhạc, cơ thể đung đưa, dẫm lên điểm bước, cô lặng lẽ thở dài, tôi cảm thấy đó là một kiểu tàn phá tâm lực kẻ địch. Cũng có thể kích phát ra tiềm lực của bọn họ. Lúc này Flynn đã rót đầy 4 ly rượu trái cây dại,
đẩy chúng tới trước mặt đám người thương kiến rượu. Loại rượu này có màu sắc hơi hồng tím, người thì có một mùi thơm ngát. Đừng uống vội, chờ chút đã. Flynn dặn một câu, rồi cười nói với thương kiến rượu, cậu nhóc, không tệ đó, tôi thậm chí muốn cậu làm con rể tôi luôn này. Tưởng Bạch Miên không cho thương kiến rượu cơ hội nói lung tung, trêu đùa, trưởng đoàn, ông không trách anh ta đánh người của các ông sao. Đúng vậy, Long Duyệt Hồng lặng lẽ nói theo, tỏ vẻ đây cũng là nghi vấn của mình. Bạch Thần thì giải thích giúp một câu, những người vô can rất chào đón chiến sĩ mạnh mẽ. Flynn mỉm cười gật đầu, đúng vậy, bộ tộc hoặc có thể gọi là thương đoàn này của chúng tôi, hoan nghênh nhất và sùng bái nhất là 5 loại người. Một là thợ sửa chữa giỏi, 2 là lái xe tài, 3 là dẫn đường tốt, 4 là tay súng thiện xạ, 5 là chiến sĩ mạnh. Chiến sĩ là chỉ người giỏi đánh võ cận thân, sử dụng vũ khí lạnh ấy. Ha ha, các vị cũng thấy đó, trong trại này có xe chở dầu, có rất nhiều nhà xe, nếu như bị đạn bắn trúng hoặc lướt qua thì không tốt lắm. Cho nên, tuy chúng tôi cho phép các vị đeo súng, nhưng không được dùng súng trong trại, có tranh chấp cãi cọ gì thì đều giải quyết nhờ quyền cước cả. Đám con nít trẻ tuổi kia cũng dư thừa sức lực, quản lý hoàn toàn thì không hiện thực, chỉ có thể để chúng nó nhảy nhót múa may. Đánh đấm nhau nhiều một chút, cứ thế nhiều đời truyền xuống, ai giỏi đánh nhau thì người đó chính là vua của tụi trẻ con, rất được chào đón. Và lại chúng tôi là một thương đoàn, nhiều khi nếu không cần sử dụng súng đạn thì cố gắng hết sức không sử dụng, chứ nếu kết thù sâu sắc rồi, sau này còn buôn bán thế nào nữa. Với những lúc thế này, mọi người tay đấm chân đá đánh nhau một trận có khi còn nảy sinh tình cảm ấy chứ. Các bạn đang nghe chuyện Trường Dạ Dư Hỏa của tác giả Mực Thích Lặn Nước tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 233, mua bán, 2. Sau khi nghe xong, Tưởng Bạch Miên cười chỉ vào Bạch Thần, nói, chúng tôi có người dẫn đường rất lợi hại, đã nói cho chúng tôi biết trước vào vào. Trong trại tốt nhất đừng có rút súng ra. Flynn có thái độ rất hiền hòa, ông ta nhìn sang Bạch Thần, cũng đùa, hay là cô làm con dâu tôi đi. Ở chỗ chúng tôi ấy, người dẫn đường có đãi ngộ vô cùng tốt. Nếu ông bằng lòng khiến cả thương đội ở rể cho tiểu tổ bọn tôi thì tôi không ý kiến. Tưởng Bạch Miên dùng câu nói đùa để đáp lại câu nói đùa kia. Trong lúc trò chuyện, Tưởng Bạch Miên liếc nhìn thương kiến rượu một cái, rồi nói với Flynn, lại thêm một hộp, cho chúng tôi thêm 4 ly rượu trái cây dại nữa. Chờ nhấp thử rồi, cảm thấy ngon là lại muốn uống tiếp. Flynn nói chân thành. Con ngươi màu đen trong mắt Tưởng Bạch Miên lấp lánh, cô cười giải thích, đây là mời ông uống. Vậy tôi không khách sáo nữa. Flynn lại rót đầy 4 ly rượu trái cây dại, rồi cầm một ly để tới trước mặt mình. Trò chuyện thêm một lúc, ông ta nói, uống được rồi. Long Duyệt Hồng nhìn tổ trưởng, sau khi được cô cho phép thì mới cầm ly rượu lên, uống một ngụm ừng ực. Vị của loại rượu trái cây dại này không ngọt như anh ta nghĩ, nhưng cũng không quá chua, mùi hương tràn ngập, vị êm dịu lan ra từng chút một, kéo dài không thôi. Chưa đủ ngọt. Thương kiến rượu khẽ nhíu mày, đưa ra lời đánh giá trung thực. Flynn lập tức cười nói, qua nhiều năm như vậy, không biết bao nhiêu thanh niên trong thương đoàn đã từng nói những lời này. Nhưng chờ khi bọn họ lớn tuổi hơn một chút, không một ngoại lệ đều thích uống vài ly, hơn nữa còn là loại càng mạnh hơn hẳn. Nói tới đây, ông ta khe khẽ thở dài, cuộc đời con người có quá nhiều đau khổ, với những người vô căn như bọn tôi mà nói. Có lẽ chỉ có uống rượu mới có thể đạt được sự bình yên nhất thời, trở lại quê hương mà không rõ giờ đã thành thế nào. Tưởng Bạch Miên không cắt ngang lời Flynn, chờ ông ta nói xong, cô mới giơ ly rượu lên, nói, vừa rồi chỉ là nhấp thử vị. Bây giờ mời ông, 3 người còn lại của tổ điều tra thế giới cũ cũng cầm ly lên theo. Tôi cũng mời các vị. Flynn cười giơ ly, cùng với từng người trong bọn họ. Sau khi tất cả đều nhấp một hớp, thương kiến rượu nhìn Flynn như có suy nghĩ, nói, trưởng đoàn, ông xem, chúng tôi mời ông uống rượu, cũng nghe ông nói quy định trong trại, cho nên. Flynn cười tủm tỉm nghe xong, rồi lập tức trở nên cực kỳ nhiệt tình. Ông ta thò người tới vỗ lên vai thương kiến rượu, đối với người vô căn chúng tôi mà nói, đây chính là bạn bè rồi. Sau khi ông ta làm động tác này xong, Tưởng Bạch Miên mới nhìn thấy bên hông của ông ta có một khẩu súng lục màu đen. Mãng xà, Tưởng Bạch Miên dò hỏi, đây là tên của một loại súng lục. Flynn ngồi trở lại, vỗ khẩu súng lục kia, nói, thứ này dùng tốt hơn các loại súng lục khác. Và lại,
rút súng nhanh, nổ súng cũng nhanh, kẻ địch còn chưa kịp phản ứng thì đã chết rồi. Thấy Thương Kiến Diệu kết bạn thành công, Tưởng Bạch Miên không tiếp tục chủ đề này nữa, bèn hỏi như đang nói chuyện phiếm, trưởng đoàn, mùa đông các ông cứ ở lại trại, không ra ngoài, buôn bán nữa chăng? Flynn lại uống một hớp rượu, làm sao mà thế được? Nhiều người như thế này, nhiều xe thế kia, không buôn bán thì ai nuôi chúng tôi? Tuy rằng chúng tôi có dự trữ vật tư cho mùa đông, nhưng cũng phải đề phòng điều bất chắc, tính toán trước cho năm sau chứ. Và lại, các vị cũng thấy rồi đó, để cho mọi người phát bớt tinh lực, phải nhảy múa, phải đánh nhau, phải uống rượu, chi tiêu rất là lớn, thương đoàn làm gì có dư lương thực. Nhưng mùa đông thì chúng tôi chắc chắn không đi xa, cùng lắm là hoạt động ở khu vực quanh đây, kiểu chia ra đoàn xe đi vài ngày rồi về ấy. Tưởng Bạch Miên khẽ gật đầu, nói, mùa đông thì ít việc mua bán hơn. Những vật tư có thể dự trữ để sống qua mùa đông thì cơ bản là đã chuẩn bị hết rồi. Chờ khi tuyết rơi, đường rất khó đi, rất dễ xảy ra sự cố. Flynn còn nói thêm một câu, sau đó ông cười nói, nhưng những lúc như thế này, những thế lực cần bổ sung vật tư thường khá hào phóng, có thể đàm phán được cái giá khá tốt. Đây không phải nói thừa sao, loại tình huống này thuộc dạng nước đến chân mới nhảy rồi còn gì. Với kiến thức của mình thì Long Duyệt Hồng cũng biết cái này gọi là nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Điều này rất nguy hiểm, nếu không cẩn thận sẽ biến thành sống mái với nhau. Tưởng Bạch Miên tưởng tượng một chút rồi nói. Flynn chỉ cười không nói gì, rồi hỏi ngược lại, các vị hỏi mấy điều này là có chuyện mua bán gì muốn nhờ sao? Vì đều là bạn bè của nhau, tôi sẽ giảm giá cho. Tưởng Bạch Miên mỉm cười gật đầu, đúng vậy, chúng tôi có hàng hóa muốn đưa tới thành Dã Thảo. Hàng hóa gì? Flynn hỏi. Tưởng Bạch Miên chỉ vào mình, Thương Kiến Diệu, Long Duyệt Hồng và Bạch Thần, bốn người chúng tôi. Flynn nhìn bọn họ mấy lần, lại uống một hớp rượu nữa, không thành vấn đề, chuyện của bạn bè chính là chuyện của chúng tôi. Ông ta cực kỳ hiểu ý không hỏi đối phương tại sao lại muốn nhờ vận chuyển chính mình. Sau khi nói xong, ông ta gật đầu với Thương Kiến Diệu như thể bọn họ là anh em tốt từng trải qua sống chết với nhau. Tưởng Bạch Miên nói tiếp, còn nữa, tôi muốn sơn lại xe tôi một chút, các ông làm được điều này chứ? Tìm chúng tôi là đúng rồi đó. Đôi mắt Flynn lập tức tỏa sáng, các vị có biết vì sao đám thanh niên trong trại đều thích nhuộm tóc không? Đó là vì chúng tôi thường xuyên thay quần áo cho xe. Bọn họ cảm thấy đây là một việc rất thời thượng. Ông ta hỏi với vẻ cực kỳ hứng thú, xe của các vị là xe gì? Hiện giờ đang sơn màu gì? Các bạn đang nghe chuyện Trường Dạ Dư Hỏa của tác giả Mực Thích Lặn Nước tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 234, Người truyền giáo, 1. Nghe Flynn hỏi, Tưởng Bạch Miên giới thiệu sơ qua, một chiếc xe Jeep 4 chỗ, màu xanh xám. Flynn suy nghĩ một chút rồi nói, trời tối rồi, chờ ngày mai tôi sẽ dẫn người đi xem, thiết kế phương án. Đồng thời cũng thảo luận xem các vị muốn đi thành Dã Thảo như thế nào, cần chúng tôi cung cấp loại hình phục vụ ra sao. Đến lúc đó sẽ tính toán một thể, mong các vị có đủ đồ hộp. Tưởng Bạch Miên nghe ra rằng hiện giờ Flynn không muốn bàn bạc chuyện công việc, bèn bỏ qua ý định thương lượng sâu hơn, mà cười vỗ vai Thương Kiến Diệu, nếu không đủ thì lấy anh ta gán nợ đi. Flynn bật cười, cũng không phải là không thể. Tôi còn vừa mới nghĩ làm sao để khiến người anh em của tôi bằng lòng ở lại đây. Long Duyệt Hồng nghe mà líu lưỡi không nói nên lời, cảm thấy tiến độ này có vẻ hơi nhanh quá thì phải. Chỉ mới mấy phút thôi mà từ người lạ biến thành bạn còn chưa đủ, lại còn tiến hóa lên thành anh em. Ông có thể gả con gái út cho anh ta mà. Tưởng Bạch Miên gợi ý với ý đồ không tốt. Flynn và Thương Kiến Diệu nhìn nhau một cái, rồi ông ta nhanh chóng lắc đầu nói, không nên không nên, thế không đúng vai vế rồi. Sao cháu gái có thể gả cho chú được? Thương Kiến Diệu trịnh trọng nói theo, anh em sao có thể làm bố được? Hai người nhìn đối phương, gật đầu cùng lúc, dường như tình hữu nghị giữa hai bên lại càng thêm phần thăng hoa. Tưởng Bạch Miên cười, đảo mắt rồi tiếp tục đưa ra gợi ý, vậy có người vợ quá nào của anh em đã khuất hay không? Làm gì còn nữa? Ở cái tuổi này, hoàn cảnh này, ai còn muốn tìm bạn đời nữa? Và lại thương đoàn chúng tôi cũng sinh nhiều trẻ con, cái thời này ấy mà, trẻ con dễ chết non lắm. Flynn suy tư, nhưng mẹ tôi thì đã quá bụa vài năm rồi đấy, nhưng vai vế cũng không đúng. Thấy chủ đề càng lúc càng kỳ quặc, Tưởng Bạch Miên đưa mắt nhìn xung quanh, hỏi,
Trưởng đoàn, chỗ các ông có gì ăn nhiều? Cô lập tức bổ sung, đồ ăn kiểu đặc sản ấy. Tổ điều tra thế giới cũ hãy còn chưa ăn tối. Flynn uống hết chỗ rượu trái cây dại trong ly, cười tự giễu, loại người không gốc rễ quê quán như chúng tôi thì làm gì có đặc sản nào chứ? Toàn là vào Nam ra Bắc, đến đâu thì ăn đồ nơi đó thôi. Ha ha, người nấu nướng giỏi trong thương đoàn đều là những người biết làm rất nhiều loại đồ ăn với phong cách khác biệt. Nói tới đây, ông ta đột nhiên chuyển hướng, nhưng mà, nhiều năm tích lũy như vậy, chúng tôi cũng có món riêng của mình. Là gì vậy? Người mở lời trước Tưởng Bạch Miên chính là Thương Kiến Diệu, trên mặt hắn đầy vẻ chờ mong. Flynn nhìn ánh đèn biến hóa lập lòe bên ngoài nhà xe so với rất nhiều điểm tụ cư của dân du cư hoang dã. Chúng tôi mặc dù không có gốc, trôi giạt đến đâu thì đến đó, nhưng làm ăn kinh doanh cũng không tệ. Phần lớn thời gian đồ ăn là được đảm bảo, các kiểu đồ ăn phải nói là rất phong phú. Mỗi lần chạy xe trong hoang dã, núi rừng, đến cuối cùng khi mỗi loại đồ ăn chỉ còn một ít, thế thì rất lúng túng rồi, chẳng lẽ mỗi loại đều làm một món rau canh rồi món chín. Cũng chỉ đủ 2-3 gắp thôi. Để bớt việc, thế hệ cha tôi bắt đầu bỏ chúng nó vào nấu chung một nồi, tuy mùi vị không coi là ngon, nhưng cũng không tới mức khó ăn. Chờ khi đi qua nhiều nơi, biết được nhiều hơn, cách nấu dần dần được cải tiến không ít. Hiện giờ mà ăn thì cũng không tệ, chúng tôi đều gọi nó là món thập cẩm. Tưởng Bạch Miên đặc biệt thích tục lệ nhân văn của những nơi khác biệt như thế này, cô tỏ ra vô cùng hứng thú nói, vậy lấy cho chúng tôi 4 phần, nhiều vào nhé. Dứt lời, cô quay sang nhìn Long Duyệt Hồng và Bạch Thần, hai người muốn ăn không? Ó, Long Duyệt Hồng gật đầu thật mạnh. Với anh ta mà nói, chỉ cần không phải ăn thanh năng lượng, lương khô với đồ hộp quân dụng thì đều ngon cả. Nhưng có khi tôi không ăn hết được một phần nhiều. Bạch Thần châm trước rồi nói. Không sao, tôi ăn giúp cô, nếu thật sự không được thì còn Thương Kiến Diệu nữa mà. Tưởng Bạch Miên nói như thể trong nhà có nuôi lợn vậy. Thực ra cô biết dạo gần đây mỗi khi ngủ Thương Kiến Diệu đều ngao du trong biển khởi nguyên tìm hòn đảo thứ hai, nên tiêu hao sức lực khá nhiều, cho nên ăn cũng nhiều hơn bình thường. 4 phần nhiều thì tính cho các vị 2 đầu hộp. Flynn báo giá, sau đó nhìn Thương Kiến Diệu rồi nói rất thành khẩn, tôi đã giảm giá rồi đó. Ngon là được, Thương Kiến Diệu hoàn toàn không chê. Thế thì phải xem có hợp khẩu vị mọi người không. Flynn vòng qua quầy màu trắng ngà đi tới khu vực bếp, mở chiếc nồi hầm cách thủy làm bằng nhôm đặt trên lò vi sóng, múc từ trong ra 4 bát lớn thứ đặc quánh. Chờ khi ông ta cầm khay nhựa vào cam bưng món thập cẩm tới trước mặt đám người Tưởng Bạch Miên, bọn họ mới nhìn rõ rốt cuộc món ăn này trông như thế nào. Cả món trông có màu hổ phách khá sậm, là chất lỏng cực kỳ đặc dính. Tưởng Bạch Miên dùng thìa quấy quấy, phát hiện bên trong có thịt băm nhỏ, các hạt bột mì, những vụn thịt chân giò nướng, cà rốt thái hạt lựu, mảnh rau mà không rõ là rau gì, đủ mọi chủng loại, còn nhiều thứ khác nữa. Cái gì cũng có. Flynn vừa đi về sau quầy màu trắng ngà, vừa cười nói, đặc điểm lớn nhất của món thập cẩm là mỗi lần ăn, các nguyên liệu đều nhiều hơn hoặc ít đi, không giống như cũ, ít khi lặp lại. Điều này nằm ở việc lúc đó có gì. Khi Tưởng Bạch Miên nói, cô phát hiện Thương Kiến Diệu đã vùi đầu hút sùm sụp, vì vậy cô không nói gì nữa, múc một thìa nước canh màu hổ phách sậm, ghé sát bên miệng, khẽ thổi vài cái. Sau đó cô nhấm nháp loại thức ăn này. Cảm giác đầu tiên của cô là thơm, sau đó là vị chua nhạt, rồi cuối cùng là độ mặn vừa phải. Ba loại cảm giác này trộn lẫn vào nhau, ép hương vị của đủ các loại nguyên liệu khác biệt xuống, khiến chúng phải ngoan ngoãn. Các bạn đang nghe chuyện Trường Dạ Dư Hỏa của tác giả Mực Thích Lặn Nước tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 235, Người truyền giáo, 2. Chờ khi nhai nuốt thì theo sự gặp gỡ ngẫu nhiên với răng, những hương vị này mới lần lượt bùng nổ. Không tệ, ngon lắm. Người vừa nhồm nhoàm nhai vừa khen là Thương Kiến Diệu. Nếu không phải tay đang bận cầm thìa, có lẽ hắn đã vỗ tay lốp bốp rồi. Đúng thế, đúng thế. Long Duyệt Hồng đáp lại với vẻ rất cảm động. Sau khi trải qua sự dày vò chỉ ăn mấy món đơn điệu cả một quãng đường dài, bữa ăn như thế này đủ để an ủi tâm linh anh ta. Tưởng Bạch Miên cười cười, hơi nghiêng đầu liếc nhìn Bạch Thần. Thấy vị thành viên đeo khăn quàng cổ màu xám này đang ăn từng miếng to, khuôn mặt toát lên vẻ thỏa mãn nhàn nhạt, Tưởng Bạch Miên thầm cười trong lòng, xem ra không cần ăn hộ cô ấy rồi.
Những lời khen của bốn người tổ điều tra thế giới cũ với món thập cẩm này làm cho Flynn có chút vui vẻ, cảm thấy đúng là bạn bè mà. Chờ khi ăn tối xong, Tưởng Bạch Miên nhìn quanh một lượt, thấy trong nhà xe không còn người nào, bèn hỏi, trưởng đoàn, gần đây có ai tìm các ông lưu ý hành tung và vị trí của một số người nào không? Flynn đang rửa bát ngẩng đầu nhìn sang, khẽ cười một tiếng, ví dụ như trông giống các vị. Tưởng Bạch Miên hoàn toàn không có vẻ mất tự nhiên khi bị chọc thủng điều đang che giấu, cô cười mỉm đáp lại, đúng vậy. Người như chúng tôi đều tin bạn bè sẽ không bán đứng chúng tôi. Bạn bè có thể sẽ làm, chỉ quyết ở việc có thêm tiền hay không. Flynn nghiêm mặt nói, nhưng anh em thì không. Lúc nói, ông ta giơ tay phải lên. Mà Thương Kiến Diệu hoàn toàn không chê việc tay ông ta ướt sũng, một tiếng bộp, hoàn thành việc vỗ tay với ông ta. Sau khi xong nghi thức, Flynn mới nói với Tưởng Bạch Miên, tạm thời không có chuyện tương tự, nhưng đúng là có tìm người, chẳng qua đặc điểm hoàn toàn không giống các vị. Các vị cũng biết rồi đó, người vô căn chúng tôi vào Nam ra Bắc, rất nhiều thành viên đều tiện thể kiêm thêm thợ săn di tích. Nếu bọn họ muốn tìm ai, chắc chắn sẽ phát động toàn bộ thương đoàn trợ giúp, không có khả năng tôi không biết. Thế thì tốt, Tưởng Bạch Miên nở nụ cười. Cô lại hỏi, trưởng đoàn, vậy gần đây ông có gặp phải tổ chức tôn giáo nào có vẻ kỳ lạ không? Flynn hồi tưởng một chút rồi gật đầu, ó. Tưởng Bạch Miên và Bạch Thần liếc nhau, sau đó hỏi tiếp, là giáo phái nào? Có tên là gì? Tên là Con Mắt Thần Thánh, tín những chấp tuế song nhật cai quản tháng 7. Flynn không hề che giấu, hiện giờ bọn họ vẫn còn đang truyền giáo trong trại đấy. Chấp tuế của tháng 7, song nhật, Tưởng Bạch Miên cảm thấy hoài nghi, trưởng đoàn, ông để mặc cho bọn họ truyền giáo. Flynn nghiêm túc nói, tôi đây chắc chắn không phải là không làm gì cả. Tôi còn hỗ trợ triệu tập nhân viên, cung cấp sân bãi, chuẩn bị đồ ăn. Thấy đám người Tưởng Bạch Miên dần dần có chút mờ mịt, vị trưởng đoàn thương đoàn này nở nụ cười, bởi vì tôi là chủ tế của giáo phái này mà. Là người gần với chấp tuế nhất trong thương đoàn. Tưởng Bạch Miên sửng sốt, sau đó lập tức cười nói, tôi còn tưởng ông làm ăn cả bên lĩnh vực này. Đúng đúng đúng, Thương Kiến Diệu tỏ vẻ đó cũng là suy nghĩ của mình. Bạch Thần thì cảm thấy nghi ngờ, bèn hỏi, tôi nghe nói các ông không tín ngưỡng vị, chấp tuế nào mà, làm gì có. Flynn phản bác, chúng tôi tin hết các vị chấp tuế. Ông ta cười cười, giải thích thêm là một thương đoàn cần vào Nam ra Bắc, giao tiếp trao đổi với tất cả các loại thế lực lớn nhỏ, chắc chắn phải là nhập gia tùy tục. Không thể quá cực đoan, làm thế thì không kết bạn được, cho nên chỉ cần có người truyền giáo, chúng tôi nhiều ít gì thì sẽ tín một chút. Nếu không phải Con Mắt Thần Thánh không cho tôi kiêm nhiệm, hiện giờ có lẽ tôi đã đeo danh hiệu của mười mấy giáo phái rồi. Gì mà người canh mộng của Phất Hiểu Thần Tinh, giám mục của Vinh Diệu Thiên Bình, lục thức giả của Thủy Tinh Ý Thức Giáo. Chỉ cần đối tượng làm ăn có tín ngưỡng, tôi có thể là anh em đồng giáo của người đó. Long Duyệt Hồng nghe xong mà trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được lại có người như thế, làm vậy không phải là quá tùy tiện sao. Lúc này Thương Kiến Diệu nói với vẻ mặt khát khao, tiệc thánh nhà nào ngon nhất. Tôi cảm thấy phải là của Vinh Diệu Thiên Bình, cánh gà chiên của bọn họ là tuyệt vời nhất, nhưng điều này phải xem khẩu vị từng người thế nào. Flynn với chòm râu hoa dâm bên miệng bắt đầu trao đổi cảm nhận tâm đắc với Thương Kiến Diệu. Thấy cảnh đó, Tưởng Bạch Miên hoài nghi sâu sắc rằng dù Thương Kiến Diệu không cần năng lực người thức tỉnh thì hẳn cũng có thể trở thành bạn tốt với Flynn. Sau khi thảo luận vài câu về tiệc thánh, Flynn lại nói, trong nhiều giáo phái như vậy, giáo lý của Con Mắt Thần Thánh phù hợp với chúng tôi nhất. Cũng là khiến tôi cảm động nhất, cho nên tôi mới miễn cưỡng gia nhập giáo phái này, ai, từ đó không còn tự do nữa. Ông ta ừ một tiếng rồi nói tiếp, trưa mai chúng tôi có một lễ thánh, nếu các vị cảm thấy hứng thú thì có thể tới đứng xem, ngay tại chỗ này. Thấy Thương Kiến Diệu rất nôn nóng, Tưởng Bạch Miên có chút do dự, Flynn cười nói, chúng tôi không ép người khác phải tin, mọi chuyện đều để tự nguyện hết. Ít nhất 2/3 người trong trại này không tín ngưỡng song nhật đâu. Đương nhiên, nếu các vị muốn giả vờ tin tôi cũng không sao cả. Được. Tưởng Bạch Miên đồng ý. Sau khi hàn huyên thêm một lúc nữa, bọn họ chào tạm biệt, chuẩn bị quay về xe Jeep. Lúc đi tới cửa xe, Tưởng Bạch Miên bỗng quay người lại, tò mò hỏi một câu, trưởng đoàn, tôi còn chưa hỏi thương đoàn của các ông tên là gì. Ngoài cửa sổ, ánh sáng đủ mọi màu sắc chuyển động lấp lóe, Flynn im lặng một lúc rồi nói, Tăng Tử. Từ Tăng Tử có nghĩa là quê cha đất tổ, nơi đó có cây dâu, cây thị của ông cha chồng.
Các bạn đang nghe chuyện Trường Dạ Dư Hỏa của tác giả Mực Thích Lặn Nước tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 236, Thánh Lễ 1. Ra khỏi nhà xe, Tưởng Bạch Miên quay đầu nhìn bên trong, nhỏ giọng cảm thán một câu, "Tăng tử à." Ở trong tiếng ca tôi đang nhìn lên, giọng lẩm bẩm của cô hoàn toàn bị lấn át. Một giây sau, cô đè bả vai Thương Kiến Diệu xuống, kéo hắn lại rồi cười, nói to, "Vừa nãy anh đã nhảy rồi." Tiếp đó cô mỉm cười nói thêm, "Tôi vốn nghĩ, chờ khi làm xong chính sự, ăn tối xong thì sẽ khiến anh thả lỏng, đi giải trí. Kết quả chính anh lại sử dụng cơ hội này trước, thế mà lại không biết quý trọng, chỉ nhảy có 1-2 phút." Vẻ mặt Thương Kiến Diệu biến hóa, không hề che giấu sự thất vọng và nuối tiếc của mình. Điều này làm cho tâm tình của Tưởng Bạch Miên trở nên tốt đẹp hơn hẳn. Cô lại quay sang nói với Long Duyệt Hồng và Bạch Thần, hai người có muốn đi chơi một chút không? Nếu không phải muốn ngủ người nào thì tôi không thích loại giải trí này lắm, quá ồn. Bạch Thần thản nhiên đáp. Long Duyệt Hồng vốn nóng lòng muốn tham gia thấy chỉ còn lại một mình, không khỏi có chút sợ hãi, đành phải ấm ức nói, hôm nay hơi mệt. Cũng phải thôi, lặn lội đường xa nhiều ngày như thế, cho dù có thay nhau lái xe, nghỉ ngơi cũng đủ, nhưng trạng thái tinh thần sẽ luôn ở mức gần kề mệt mỏi. Vậy thì về thôi. Tưởng Bạch Miên không khuyên nhủ gì, cô rời mắt đi, ra khỏi khu vực này trước. Thương Kiến Diệu đi theo sau cô, vì âm nhạc ồn ào vẫn còn chưa xa nên hắn hỏi to, tổ trưởng, cô không muốn nhảy sao? Tôi là người chững chạc cỡ nào? Tưởng Bạch Miên khoe khoang một câu, làm sao có thể tham dự loại hoạt động rối loạn như thế này chứ? Và lại tôi có biện pháp chút tinh lực tốt hơn nhiều. Dứt lời, cô liếc nhìn ba vị tổ viên một cái, cười với ý khá xấu xa, chờ khi tới thành Dã Thảo rồi, dàn xếp ổn thỏa, phải luyện võ một chút, điều chỉnh cơ thể tới trạng thái tốt nhất. Như vậy mới có thể ứng phó được mối nguy hiểm tiềm tàng của cuộc điều tra sau này. Nghe thấy câu đó, Long Duyệt Hồng chỉ cảm thấy toàn thân đều đang đau đớn. Lúc nói chuyện, bọn họ về tới chỗ đậu xe Jeep, phát hiện có không ít người trong trại đều cố ý đi ngang qua bên này, đánh giá con xe của mình vài lần. Bọn họ đúng là thực sự yêu xe. Tưởng Bạch Miên nói một câu rất thật lòng. Sau đó, cô không vội vã đuổi những người kia đi, mà đứng ở một nơi cách đó một khoảng, nói như đang tự suy xét điều gì đó. Mọi người cảm thấy Flynn, thân là chủ tế của giáo phái con mắt thần thánh, liệu có là người thức tỉnh không? Nếu như phải, vậy liệu ông ta có âm thầm dùng năng lực người thức tỉnh ảnh hưởng chúng ta không? Nghe được hai câu hỏi này, Long Duyệt Hồng giật mình sợ hãi, vội vàng kiểm tra bản thân. Bạch Thần lập tức đáp lại, ban nãy tôi có quan sát cẩn thận, không phát hiện điểm nào khác với người bình thường từ Flynn. Nói cách khác, có khả năng ông ta không trả cái giá nào, cũng không phải người thức tỉnh. Có thể là cái giá phải trả không thể hiện rõ ràng. Tưởng Bạch Miên đưa ra lời phản bác, cô lập tức khép hờ mắt, không biết đang làm gì. Thương Kiến Diệu thì nghiêm túc nói, trên người tôi không có chỗ nào bất thường cả, tôi cũng không có. Tưởng Bạch Miên mở mắt ra, đưa ra câu trả lời khẳng định, vậy tạm thời coi như Flynn không phải người thức tỉnh. Bọn họ cứ thế hàn huyên, chờ khi đám người vây xem tản đi hết, tiếng nhạc đập thình thình đằng xa cũng lắng xuống. Tưởng Bạch Miên mới nói với Bạch Thần và Long Duyệt Hồng, đêm nay hai người gác trước, vẫn quy tắc cũ. Rõ, tổ trưởng. Long Duyệt Hồng đã cực kỳ thành thạo. Thương Kiến Diệu không nói gì, lên xe Jeep, nằm ngang ở hàng ghế sau. Cùng lúc đó, hắn day huyệt thái dương hai bên. Trong biển khởi nguyên mênh mông vô bờ lấp lánh ánh sáng nhạt, Thương Kiến Diệu dùng tư thế bơi tự do hai tay luân phiên bơi tới phía trước. Phần lớn các tư thế bơi lội đều là hắn học được trong khoảng thời gian này, trong thế giới tâm linh này. Trong công ty sinh vật bàn cổ không có khóa học bơi lội, bởi vì học xong cũng chẳng có đất dụng võ trong tòa nhà dưới lòng đất này. Lần đầu tiên Thương Kiến Diệu bơi chính là sau khi rời khỏi thành phố có Tiểu Sung, trên đường đi tới trấn Kỳ Phong, được bơi trong sông Lục Hà. Đây cũng là một phần của huấn luyện. Cảm nhận ngay lúc đó của hắn là nước quá lạnh. Lúc này hắn cứ bơi khắp nơi không mục đích, dường như vĩnh viễn không có bờ cuối. Điều này cũng là một loại tra tấn tâm linh người ta. May mắn là mỗi khi thể lực không chống đỡ được nữa, sẽ tự động rời khỏi nơi này, không đến mức chết chìm. Sự lặp đi lặp lại buồn tẻ này luôn khiến người ta cảm thấy khó chịu đựng nổi, nhưng Thương Kiến Diệu lại cực kỳ chấp nhất, dường như hắn có thể cứ thế bơi mãi. Không biết bao lâu sau, trước mắt hắn đột nhiên hiện ra một bóng mờ. Đây là một hòn đảo rất lớn.
Nó lẳng lặng nổi trên mặt nước, bên trên không có thứ gì, chỉ có những tảng đá dựng khắp nơi. Thương Kiến Diệu lập tức hưng phấn, hai tay nhanh chóng gạt nước, đôi chân nhanh chóng đạp nước mà đi. Rất nhanh, hắn tới hòn đảo kia, lập tức bò lên không chút nghĩ ngợi. Một giây sau, từ trong kẽ hở giữa các tảng đá, từng bóng dáng mọc ra. Những bóng dáng này đều mặc ga giường màu trắng, bao trùm lấy toàn bộ cơ thể. Liếc mắt nhìn qua, cả khuôn mặt của bọn họ đều giấu dưới bóng của lớp áo choàng, một mảng đen sì, không thể nhìn rõ. Thương Kiến Diệu lập tức bày ra thế võ, cũng chuẩn bị sẵn sàng sử dụng năng lực người thức tỉnh là khuyết thiếu động tác hai tay. Nhưng khi hắn và một bóng dáng trong số kia gặp nhau, chạm vào lớp áo choàng hệt như ga giường màu trắng, cả người hắn đột nhiên không còn chút sức lực nào. Trán hắn bắt đầu nóng bừng, tim đập dồn dập, giữa những đợt hít thở dường như có ống bể đang thổi ra dòng khí nóng rực. Đủ loại đau đớn và khó chịu lập tức nảy sinh, việc di chuyển của Thương Kiến Diệu cũng trở nên cực kỳ khó khăn, nhanh chóng bị những bóng dáng màu trắng kia bao phủ. Các bạn đang nghe chuyện Trường Dạ Dư Hỏa của tác giả Mực Thích Lặn Nước tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 237, Thánh Lễ 2. Thương Kiến Diệu mở choàng mắt, ngồi bật dậy, há miệng thở hồng hộc. Tưởng Bạch Miên bị đánh, thức bởi động tĩnh từ hắn, theo thói quen cô giơ tay dụi mắt. Cô suy nghĩ một chút rồi thử dò hỏi, phát hiện hòn đảo thứ hai rồi. Trong hơn nửa tháng trước, Thương Kiến Diệu chưa từng xuất hiện tình huống như hiện giờ. Thương Kiến Diệu không che giấu, thậm chí còn chủ động miêu tả những gì mình gặp được. Tưởng Bạch Miên như có ý nghĩ, bèn hỏi ngược lại, anh cảm thấy trạng thái lúc đó của anh là bị sao? Bị bệnh nặng, Thương Kiến Diệu trả lời khá chắc chắn. Tưởng Bạch Miên ừ một tiếng, rồi nghiêm mặt nói, có phải đoạn thời gian mẹ anh bị bệnh, anh thường xuyên ra vào bệnh viện, tuổi lại còn nhỏ nên đã sinh ra sợ hãi với bệnh tật, bị ám ảnh. Cô cố ý không nói mẹ Thương Kiến Diệu qua đời vì bệnh, tránh việc kích thích đối phương. Thương Kiến Diệu im lặng vài giây rồi đáp, tôi nhìn bà bị đẩy vào phòng cấp cứu, ngồi ở bên ngoài chờ rất lâu. Tưởng Bạch Miên lặng lẽ thở dài một hơi, rồi hỏi tiếp, vậy sau đó anh có bị bệnh không? Bệnh có vẻ nặng ấy. Không, Thương Kiến Diệu lắc đầu. Có thể nhìn ra anh khỏe mạnh như một con trâu ấy nhỉ? Tưởng Bạch Miên vốn từng được nhìn thấy trâu thật ngoài đời rồi. Thương Kiến Diệu không hỏi rốt cuộc khỏe mạnh như trâu là như thế nào, hắn suy tư rồi nói, ý của cô là, để tôi bị bệnh nặng một lần, rồi chiến thắng nó ngoài hiện thực. Tôi không có ý đó. Tưởng Bạch Miên vừa bực mình vừa buồn cười phủ nhận, chuyện như thế này không cách nào kiểm soát được, kết quả rất có khả năng không phải anh thắng nó, mà là nó thắng anh. Cô ngăn chặn khả năng Thương Kiến Diệu đưa ra càng nhiều phương án kỳ quặc hơn, nghiêm mặt nói, để tôi nghiên cứu vài ngày, anh cũng thử suy nghĩ xem, đừng có tùy tiện thử gì đấy. Cô sợ loại người mắc bệnh tâm thần đặc biệt cố chấp này sẽ không nghe theo lời đề nghị của mình một cách đơn giản như vậy, nên còn nhấn mạnh thêm trách nhiệm, chúng ta sắp tới thành dã thảo rồi, không thể để thực lực bị tổn hại được. Thương Kiến Diệu gật đầu đồng ý. Tưởng Bạch Miên lập tức hạ giọng xuống, anh ngủ tiếp một lúc nữa đi, lần này là ngủ thật sự để bổ sung sức lực. Giữa trưa hôm sau, bọn họ đúng hẹn đi tới chỗ nhà xe của trưởng đoàn Flynn của thương đoàn Tăng Tử. Lúc này, những chiếc ghế dựa và băng ghế được sắp xếp thành hàng ngay ngắn bên ngoài. Flynn với chòm râu hoa dâm bên miệng mặc một chiếc áo choàng màu da cam, khuôn mặt có đôi chút nghiêm túc. Các vị tới rồi à? Thấy người anh em sinh tử và đội của hắn tới đây, Flynn mỉm cười chào hỏi. Sau khi hàn huyên, Tưởng Bạch Miên tò mò hỏi, vì sao thánh lễ của các ông lại vào giữa trưa, là vì tên của chấp tuế là Song Nhật ư? Flynn gật đầu, Song Nhật không chỉ cai quản tháng 7 nóng nhất, còn cả giữa trưa nữa. Là thế à? Tưởng Bạch Miên nhận được đáp án nên tỏ ra vô cùng thỏa mãn. Lúc này Thương Kiến Diệu đột nhiên hỏi, trong giáo phái của các anh có người thức tỉnh không? Flynn không nhịn được ho khan hai tiếng, về loại chuyện, này, chúng ta, trao đổi riêng sau được không? Thương Kiến Diệu nhìn quanh một vòng rồi nói, anh xem, xung quanh đâu có ai? Flynn bị thuyết phục, ó, tôi thấy 3-4 người rồi. Có anh không? Thương Kiến Diệu hỏi thẳng. Flynn nhanh chóng lắc đầu, đương nhiên là không, tôi nào dám trả cái giá kia. Nói tới đây, ông ta chậc chậc thành tiếng, giáo phái của chúng tôi có một người thức tỉnh, cái giá mà anh ta phải trả là rụng tóc nghiêm trọng. Ha ha, tới tuổi bọn tôi, mỗi một sợi tóc đều vô cùng quý báu,
Sao nỡ chứ? Lúc nói, Flynn giơ tay vuốt mái tóc ngắn có lẫn vài sợi tóc bạc của mình, vẻ kiêu ngạo thể hiện rõ trên mặt. Tưởng Bạch Miên cười thành tiếng, thực ra cái giá phải trả này rất tốt, sẽ không bị người ta nhằm vào. Đúng vậy, cho nên tôi mới nói cho các vị nghe, không thì phải bảo mật chứ. Flynn đồng ý thực lòng, ngoài ra còn một người thức tỉnh khác của thương đoàn chúng tôi, nhưng qua đời rồi. Cái giá phải trả của anh ta là có vấn đề về mặt nghiện tình dục. Các vị biết đó, mọi người trong thương đoàn chúng tôi đều thích xe ô tô, nhưng phần đa coi đó là của cải quý giá và người nhà không biết nói, cũng dùng nó để đùa giỡn, mà anh ta. Khoảng thời gian đó, mỗi gia đình của chúng tôi đều phải bảo vệ thật tốt ống xả của xe mình. Nghe thế, mọi người trong tổ điều tra thế giới cũ đều rất khiếp sợ. Không chờ bọn họ đánh giá, Flynn lại ngẩng đầu lên nhìn vị trí của mặt trời, cười nói, sắp bắt đầu thánh lễ rồi, chờ lát nữa nói chuyện tiếp nhé. Sau đó, ông ta giơ hai ngón tay ra đặt vào chỗ dưới hốc mắt hai bên, nói, mong đôi mắt của các vị luôn sáng rõ. Lúc này, người đã ngồi đầy trên ghế dựa và băng ghế ở trước nhà xe. Flynn nhanh chóng đi lên nhà xe, đứng ở cửa, chỉ vào cửa sổ bên cạnh rồi nói, bước đầu tiên, hành lễ. Mãi tới lúc này, Long Duyệt Hồng mới phát hiện cửa kính nhà xe có dán hai mặt trời màu vàng. Chúng nó hệt như đôi mắt đang tỏa ra ánh sáng vậy. Các tín đồ ở đây đồng loạt đứng dậy, đưa ngón tay đặt dưới hốc mắt, nghiêm trang ca ngợi, thần là trời và trăng. Sau khi hoàn thành bước đầu tiên, Flynn ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, cũng vì có khách đứng xem nên ông ta nói thêm mấy câu, chấp tuế vừa là trời là trăng, cũng vừa đại diện cho con mắt thần thánh. Người nói với chúng ta rằng, trên đất xám này, chỉ cần có được con mắt đủ sâu sắc và cơ thể khỏe mạnh thì mới có thể tìm được và tiến vào thế giới mới. Bước thứ hai, nghi thức chính thức. Đây là một nghi thức tới từ trước khi thế giới bị hủy diệt, là chứng minh cho việc mọi người trong niên đại xa xưa đã tôn sùng chấp tuế, trải qua kiếp nạn nhưng nghi thức này vẫn được lưu truyền tới nay. Các vị đồng tín, chuẩn bị sẵn sàng, nhắm mắt, bật thánh nhạc. Âm nhạc vang lên ngay sau đó, tiếp đó, một giọng nữ vang lên, tiết thứ nhất, dây huyệt thiên ứng. Các bạn đang nghe chuyện Trường Dạ Dư Hỏa của tác giả Mực Thích Lặn Nước tại Thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 238, quyết định 1. Kèm theo giọng nữ kia, các tín đồ con mắt thần thánh ở đây đều giơ hai tay lên, đặt ngón cái phía dưới xương lông mày. Cùng lúc đó, các ngón tay còn lại của bọn họ đều xòe ra, ấn lên trên trán. 1 2 3 4. Trong giọng nữ, bọn họ nghiêm trang xoa nắn theo nhịp điệu. Long Duyệt Hồng nhìn mà há hốc miệng, vẻ mặt dần trở nên kỳ quặc. Nếu anh ta nhớ không nhầm thì đây là bài tập vật lý trị liệu mắt mà ngày nào cũng làm trong trường tiểu học của sinh vật bàn cổ. Cùng lắm chỉ khác biệt về chi tiết của động tác và độ dài của tên nó mà thôi. Cuối cùng Long Duyệt Hồng mới phản ứng lại, nhìn sang Tưởng Bạch Miên và Thương Kiến Diệu. Tưởng Bạch Miên mím môi thật chặt, cơ trên má và phần đuôi ngực sau đầu có chút rung rung. Thương Kiến Diệu thì đã nhắm mắt lại từ khi nào không rõ, cũng làm theo với vẻ mặt vô cùng trang nghiêm. Long Duyệt Hồng đang định hạ nhỏ giọng trao đổi với bọn họ, Tưởng Bạch Miên đột nhiên nghiêng đầu nhìn anh ta. Vị tổ trưởng của tổ điều tra thế giới cũ lập tức giơ tay phải lên làm động tác kéo khóa miệng. Long Duyệt Hồng hiểu ra, bèn giữ im lặng. Bạch Thần nhìn bọn họ với vẻ hơi mờ mịt, không rõ tại sao bọn họ lại có phản ứng như thế. Tiết thứ hai, ấn bóp huyệt tình minh. Tiết thứ ba, ấn bóp huyệt tứ bạch. Tiết thứ tư, miết hốc mắt. Trong bầu không khí nghiêm túc và trang trọng, thánh lễ của con mắt thần thánh dần tới kết thúc. Flynn đứng ở cửa xe làm mẫu mở mắt ra, dùng giọng nói như đang hát nói, đôi mắt là chí thánh. Trân trọng đôi mắt chính là trân trọng tính mạng của các người. Đám tín đồ lại giơ hai ngón trỏ đặt dưới hốc mắt, cất cao giọng đáp lại, mong đôi mắt của ta luôn sáng rõ. Flynn cũng làm động tác tương tự, nhưng không nói như thế, mà ca ngợi chấp tuế song nhật, thần là trời và trăng. Sau khi làm xong bước này, ông ta lớn tiếng tuyên bố, tiếp theo, tiếp nhận tiệc thánh. Dứt lời, ông ta nhảy xuống khỏi cửa xe, nhường đường. Mấy tín đồ đi vào, từ khu vực bếp bê ra những khay nhựa màu cam. Trên khay có bày những chiếc đĩa, trong mỗi chiếc đĩa đều có mấy miếng cà rốt hấp chín. Flynn nhìn đám người Thương Kiến Diệu, giải thích với ngữ khí như đang giảng đạo, đây là chấp tuế ban ơn. Nó có thể làm đôi mắt các vị sáng hơn, mong đôi mắt anh luôn sáng rõ.
Thương Kiến Diệu chân thành đáp lại một câu, nhưng không làm động tác gì. Flynn thì khá hào phóng, phát tiệc thánh cho các vị khách, còn xếp thêm cả đũa với thìa. Long Duyệt Hồng nói cảm ơn, giơ tay nhận lấy, bắt đầu từ tốn ăn. Tuy cà rốt này không có gia vị, ăn khá nhạt, nhưng với Long Duyệt Hồng đã chán ghét thanh năng lượng, lương khô và đồ hộp quân dụng mà nói thì cũng coi như là ngon. Sau tiệc thánh, thánh lễ chính thức kết thúc, Flynn đi tới trước mặt đám người Thương Kiến Diệu, cười nói, với những người thường xuyên lái xe đường trường như chúng tôi mà nói, đôi mắt thực sự rất quan trọng. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu tôi nhận con mắt thần thánh. Các vị xem, hiện tại tôi không có chút hoa mắt nào. Đúng thật. Tưởng Bạch Miên cực kỳ hiểu lý do vì sao đám người vô can này càng muốn tín ngưỡng con mắt thần thánh. Đây là do hoàn cảnh sống và phong tục tập quán của bọn họ dẫn đến. Thương Kiến Diệu mở miệng hỏi, anh không có kính mắt sao? Có. Flynn cảm thấy đây là người anh em tốt quan tâm mình, bèn mỉm cười giải thích. Trong không ít thế lực vẫn còn bảo tồn được thiết bị và công nghệ mài kính mắt, nhưng có thể khiến mắt cậu trở nên rõ ràng như thế giới cũ là rất rất ít. Và lại kính mắt chung quy cũng chỉ là vật bên ngoài, lúc chúng tôi đi qua khu vực hoang dã như thế này. Có lẽ vài ngày hoặc chục ngày không gặp được một điểm tụ như nào của nhân loại, mà dù cho có gặp được thì cũng chưa chắc có thể lắp đúng kính mắt cho mình. Trong quá trình như vậy, nếu kính mắt rơi vỡ, như vậy chẳng khác nào mù, còn lái xe thế nào nữa. Cho dù có chuẩn bị sẵn kính dự phòng từ trước, cũng không thể đề phòng được việc thị lực của mình cứ giảm dần, đến lúc đó đều vô dụng. Sau khi trình bày hiện thực, nói xong đạo lý, Flynn cười tủm tỉm nói, thế nào? Có cảm giác như thế nào với con mắt thần thánh của bọn tôi? Có muốn gia nhập không? Nếu để họ hàng bạn bè ở sinh vật bàn cổ biết mình gia nhập một giáo phái như vậy, chắc chắn mình sẽ bị cười cả đời mất. Tưởng Bạch Miên lặng lẽ nói thầm, không trực tiếp trả lời mà đưa mắt nhìn sang Thương Kiến Diệu. Thương Kiến Diệu nói rất chân thành, tôi cảm thấy chúng tôi không có duyên phận với con mắt thần thánh. Tiếc quá, Flynn nói với vẻ mặt tiếc nuối. Ông ta chỉ hướng chỗ xe Jeep của tổ điều tra thế giới cũ, nói, các vị qua đó chờ tôi đi thay bộ quần áo rồi sẽ sang đó, bàn bạc phương án sơn xem thế nào. Được, Tưởng Bạch Miên lập tức đồng ý. Trên đường quay về chỗ đỗ xe Jeep, Long Duyệt Hồng quay đầu nhìn thoáng qua. Như có suy nghĩ nói với Thương Kiến Diệu, nguyên nhân cậu từ chối bọn họ là vì cậu cảm thấy tiệc thánh của bọn họ không ngon lắm. Đây khả năng là không có duyên phận. Thương Kiến Diệu thản nhiên trả lời. Ha ha, tôi biết ngay mà. Long Duyệt Hồng có chút vui mừng. Anh ta cũng thấy chỉ cà rốt không thì thật quá đơn giản, hẳn là không thu hút được Thương Kiến Diệu. Bạch Thần cũng coi như đã dung nhập vào trong tổ, thấy bầu không khí phù hợp, bèn hỏi điều mình không hiểu, tại sao các anh lại có phản ứng lớn như vậy với thánh lễ của con mắt thần thánh. Các bạn đang nghe chuyện Trường Dạ Dư Hỏa của tác giả Mực Thích Lặn Nước tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 239, quyết định 2. Nghe được câu hỏi này, Tưởng Bạch Miên rốt cuộc không nhịn nổi nữa, khẽ bật cười, tới mức suýt nữa không đi nổi nữa. Một lúc sau, cô hít vào một hơi, nói, thánh lễ của bọn họ quá quen thuộc với tôi. Trong công ty, mỗi một học sinh đều rất quen thuộc. Thấy Bạch Thần còn có chút mờ mịt không hiểu, cô nói sang cách khác, cô còn nhớ bài thể dục buổi sáng ở Trấn Thủy Vi chứ. Đây là một loại thể dục buổi sáng trong trường tiểu học của công ty. Ha ha, đây đúng là thứ để lại từ thế giới cũ, nhưng không liên quan gì tới chấp tuế cả. Nào ngờ bọn họ thấy có liên quan tới mắt, nên biến nó thành thánh lễ, ha ha, tôi không được rồi. Tưởng Bạch Miên cười tới mức khiến Long Duyệt Hồng không nhịn được cũng cười theo. Bạch Thần mới hiểu ra, tưởng tượng con mắt thần thánh dùng thể dục buổi sáng của Trấn Thủy Vi làm thánh lễ, không khỏi nở nụ cười nhàn nhạt trên miệng. Ngộ nhỡ lúc trước tầng quản lý của công ty đều là người của con mắt thần thánh, cố ý chọn nó làm vật lý trị liệu thì sao? Thương Kiến Diệu đột nhiên hỏi, làm sao có thể? Long Duyệt Hồng nói mà giọng cứ nhỏ dần đi. Loại khả năng này, chỉ nghĩ thôi đã thấy rất đáng sợ rồi. Tưởng Bạch Miên trợn mắt chừng Thương Kiến Diệu một cái, đừng có kể chuyện ma. Nếu thật sự như vậy thì chúng ta đã là giáo đồ của con mắt thần thánh từ lâu rồi. Trong lúc nói chuyện, bọn họ về tới bên cạnh xe Jeep. Tưởng Bạch Miên nhìn ghế ngồi của xe nhà mình, dần chìm vào trong trầm tư suy nghĩ. Tổ trưởng, cô đang nghĩ gì vậy? Long Duyệt Hồng chờ một lúc, tò mò hỏi. Tưởng Bạch Miên suy nghĩ rồi đáp, tôi đang nghĩ,
Liệu có thể dựa vào rụng tóc nghiêm trọng và dị thường về tình dục để suy ngược ra đặc điểm năng lực người thức tỉnh trong lĩnh vực của chấp tuế song nhật kia không? Đỗ Hành từng nói giữa cái giá phải trả và năng lực có ánh xạ lẫn nhau. Thương Kiến Diệu lập tức suy đoán, có thể khiến kẻ địch rụng tóc và biến thái. Năng lực như vậy hẳn là xếp vào loại đả kích tâm linh. Long Duyệt Hồng tưởng tượng rồi nói. Tưởng Bạch Miên trợn mắt nhìn Thương Kiến Diệu, tôi đang bảo tìm điểm giống nhau. Nhưng mà, vẫn không thể khẳng định người thức tỉnh thứ hai mà Flynn kể cũng là giáo đồ của con mắt thần thánh. Nếu quả thực là đúng, tôi cảm thấy điểm chung của nó là đều liên quan tới kích thích tố. Trong dân du cư hoang dã, Bạch Thần thuộc loại có giáo dục cơ sở tương đối tốt, nên biết đại khái kích thích tố chỉ cái gì. Cô châm trước rồi nói, phạm vi này thì lớn đấy. Đúng vậy, nhưng hiện tại tư liệu quá ít, chỉ có thể phỏng đoán được đến mức này thôi. Tưởng Bạch Miên ừ một tiếng rồi nói tiếp, còn nữa, nếu trọng điểm trong giáo lý của bọn họ là đôi mắt, như vậy có khả năng năng lực cũng bao gồm lĩnh vực thị giác. Ha ha, nếu có người thức tỉnh của con mắt thần thánh làm được kiểu na ná như ẩn thân thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên chút nào. Cô chưa nói nếu gặp được người thức tỉnh tương tự thì nên đề phòng ra sao. Trong lúc bốn thành viên tổ điều tra thế giới cũ thảo luận, Flynn đã đổi sang chiếc áo da màu đen mặc hôm qua, đi tới đây. Bên hông của ông ta vẫn treo một túi đựng súng, bên trong là khẩu súng lục mãng xà. Sau khi chào hỏi qua, ông ta nhìn chiếc xe Jeep của bọn họ, châm trước rồi nói, phun thành màu ngụy trang xanh quân đội thì sao? Với xe Jeep mà nói, màu đó có vẻ thường thấy, sẽ không biến thành tiêu điểm chú ý của người khác. Được, Tưởng Bạch Miên rất tôn trọng ý kiến của chuyên gia. Flynn lại hỏi, các vị định đưa bản thân mình tới thành dã thảo như thế nào? Chúng tôi có xe tải riêng, có thể chở được xe Jeep, không cần phiền toái vậy đâu. Tưởng Bạch Miên nói ra ý tưởng của mình với người anh em sinh tử của Thương Kiến Diệu. Các ông phái một đoàn xe không lớn giả vờ như tới thành dã thảo làm ăn buôn bán, chúng tôi xen lẫn vào trong là được. Nếu như các ông đang có kế hoạch như vậy thì lại càng tốt hơn. Flynn cười ha ha, đúng là trùng hợp thế đó. Sau khi cười xong, ông ta giải thích thêm, đúng là chúng tôi đang có một đoàn xe chuẩn bị đi thành dã thảo, xem có thể kiếm thêm nhiều đồ ăn mang về không. Các ông không đủ đồ ăn dự trữ sao? Tưởng Bạch Miên đoán không phải nguyên nhân này, nhưng vẫn cố tình hỏi. Flynn thở dài nói, năm nay thời tiết không tốt, rất nhiều nơi đều bị giảm sản lượng lương thực. Dự trữ nhiều hơn thì có khi còn cứu mạng được, hoặc bán được giá tốt hơn. Nói đến nửa câu sau, ông ta dần mỉm cười. Vậy chúng tôi sẽ đi theo đoàn xe kia của các ông nhé. Tưởng Bạch Miên không hỏi gì thêm, tổng lại thì chúng tôi phải giao cho các ông bao nhiêu đồ hộp. Hay là ông muốn bánh quy nén và thanh năng lượng hơn? Rượu và bữa tối hôm qua, phun sơn hôm nay với đoàn xe hộ tống ngày mai. Cho 10 hộp là được, nếu không đủ thì có thể lấy bánh quy nén và thanh năng lượng bù thêm. Flynn nhanh chóng báo một con số. Tưởng Bạch Miên thở phào một hơi, tạm đủ. Nụ cười trên mặt Flynn trở nên thoải mái, vậy sáng mai sẽ xuất phát, nhất định có thể đến đích trước buổi trưa. Nhanh vậy sao? Tuy Tưởng Bạch Miên không tính toán tiếp tục đi đường vòng, nhưng cũng biết chí ít phải mất một ngày nữa. Flynn cười cười, khoảng thời gian trước thành dã thảo đã sửa cây cầu gãy trên sông Đục rồi, không cần đi vòng sang nơi khác nữa. Sông Đục là tên của sông Lục Hà sau khi chảy vào Hoang Nguyên Tăng Lữ. Tưởng Bạch Miên gật đầu, được, vậy cứ quyết định thế đi. Các bạn đang nghe chuyện Trường Dạ Dư Hỏa của tác giả Mực Thích Lặn Nước tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 240, Thành Dã Thảo, 1. Tầm 9 giờ sáng hôm sau, Bạch Thần lái con xe Jeep đã được ngụy trang xong, chở ba thành viên khác của tổ điều tra thế giới cũ và trưởng đoàn Flynn của trại người vô căn theo một thương đội do 5-6 con xe tạo thành, xuất phát tới thành dã thảo. Không biết là do gấp rút lên đường hay cố gắng để càng chân thật càng tốt. Xe Jeep sau khi phun sơn lại thì màu sắc rất nhiều chỗ đều không hài hòa cân đối cho lắm, chỉ là đại thể có thể nhìn ra là màu xanh lục ngụy trang. Điều này rất giống phần lớn xe Jeep chạy trên đất xám, một khi đúng nó đâm dập đầu, hoặc không có chỗ sửa, hoặc sửa tùy tiện cho xong, đều sẽ không chú ý nhiều như vậy. Còn Flynn không ngồi trong xe của thương đoàn mình, là vì ông ta thấy nếu tới thành dã thảo rồi thì sẽ phải chia tay người anh em tốt Thương Kiến Diệu, nên phải tranh thủ thời gian tán gẫu thêm một lúc nữa. Điều này cũng khiến ba gã đàn ông phải chen chúc nhau ngồi ở hàng ghế sau,
Cũng may là không gian trong xe rộng rãi, không đến mức ảnh hưởng tới việc ngồi xe. Ra khỏi trại, vòng qua một bên khác, Long Duyệt Hồng mới nhìn thấy công trình quan trọng nhất của khu vực này, nhà máy nước. Xung quanh nó thấp thoáng cây xanh, cảnh tượng cũng khá đẹp, xem ra là được chăm sóc rất tốt. Chờ khi đi qua nhà máy nước này, phế tích một thành phố dần bày ra trước mặt các thành viên của tổ điều tra thế giới cũ. Gần như tất cả các tòa nhà cao tầng ở đây đều đã sập, những mảng bùn màu xám trắng hoặc nâu và những cốt thép rỉ sét kiên cường đứng sững chồng chất lên nhau. Bị lá cây thường xuân khô vàng và các loại cây cỏ khác bao phủ, chỉ loáng thoáng hiển lộ ra đôi số chỗ. Trông nó giống hệt vô số người bị chôn sống, trước khi chết cố thò được tay của mình ra ngoài, như hòng muốn bắt được cái gì đó. So với phế tích thành phố nằm sâu trong đầm lầy, nơi đây đã hoàn toàn không thể nhìn ra được dáng vẻ ban đầu của thế giới cũ nữa. Ngay cả thợ săn di tích đều bỏ qua nơi này. Những thứ còn lại hoặc là quá khó thu thập, hoặc là không có giá trị gì cả. Nếu như chưa từng tiến vào chỗ sâu trong đầm lầy, chưa từng nhìn thấy bóng dáng thế giới cũ, thì khi nhìn thấy cảnh tượng thế này, Long Duyệt Hồng cùng lắm chỉ cảm thán đôi chút, còn giờ đây, tâm tình của anh ta cực kỳ phức tạp, vừa có chút nặng nề kỳ quái, lại có chút bi thương. Ai? Tưởng Bạch Miên ở ghế lái phụ khe khẽ thở dài. Flynn ngồi giữa Thương Kiến Diệu và Long Duyệt Hồng, ngắm nhìn ngoài cửa sổ, nói, thời ông nội tôi còn sống, có nói cho tôi đây là một thành phố du lịch gì đó. Bằng không thì bọn họ cũng không lái nhà xe đi một quãng đường xa tới đây. Thương Kiến Diệu không tiếp lời Flynn, mà đột ngột nói, tôi muốn bật bài hát. Cái bài hồi ức quá khứ kia, Tưởng Bạch Miên biết sơ qua, bèn hỏi. Thương Kiến Diệu gật đầu thật mạnh, đúng, thôi thôi, ảnh hưởng tâm tình. Tưởng Bạch Miên khoát tay, đường này vốn khó lái, thôi đừng quấy nhiễu Bạch Thần. Bên trong phế tích thành phố đã bị vứt bỏ hoàn toàn này, vì kiến trúc sụp đổ, mặt đường sụt lún, nhiều con đường bị chôn vùi, hoặc nứt gãy, cơ bản không thể đi qua được, cho nên xe chỉ có thể không ngừng đổi tuyến đường chạy đi từng chút một. Cũng may bất kể là Bạch Thần, Flynn hay nhóm người vô căn dẫn đường phía trước đều coi như quen thuộc với nơi này, không đến mức lạc đường. Thực sự phải cảm ơn những thợ săn di tích kia đã lấy hết xe chặn trên đường đi, bằng không chỉ phải vòng qua phế tích thành phố này, như vậy thì sẽ lâu hơn nhiều. Trong quá trình đó, Tưởng Bạch Miên cảm thán một câu thật lòng. Trong đó có cả công lao cả bọn tôi nữa. Flynn cười sờ chòm râu hoa dâm bên miệng, thương đoàn của chúng tôi có không ít xe lấy từ chỗ này, hiện tại đều thế hệ ông bà cả rồi. Trong lúc tán gẫu, đoàn xe mất hơn một giờ chậm rãi đi qua khu vực bị phá hủy nghiêm trọng nhất của phế tích thành phố, đường đi cũng dần trở nên tốt hơn. Thậm chí còn có thể nhìn thấy con đường được chống bởi những trụ lớn màu xám trắng phía trước, bên trên cực kỳ trống trải, dấu vết tổn hại cũng không quá rõ, chỉ là có nhiều cỏ dại khô héo. Qua không biết bao lâu nữa, đoàn xe đi với bên sông đục. Dòng nước ở đoạn này cuồn cuộn màu hơi vàng, dường như mang theo rất nhiều đất cát. Do đang là mùa đông, không ít chỗ trong lòng sông lộ hẳn ra ngoài, đầy những bùn đất. Ở một bên phía trước đoàn xe có một cây cầu loại vừa do những ụ trống lên vắt ngang hai bờ sông. Chờ khi đi qua cây cầu này, chạy thêm chừng 10 phút nữa, một bức tường thành màu xám trắng cao chừng vài mét đập vào mắt mọi người. Đó chính là thành Dã Thảo. Flynn giới thiệu, có tường bao. Long Duyệt Hồng hỏi với vẻ vừa kinh ngạc lại vừa tò mò. Anh ta nhớ rõ trong sách giáo khoa có viết rằng thành phố của thế giới cũ không còn phải xây những bức tường thành cao lớn vững chãi như thời cổ xưa nữa. Cùng lắm chỉ là những nơi như tường học, vì để tiện cho quản lý, sẽ xây một bức tường bao quanh không cao cho lắm. Nếu như đây được làm kể từ sau khi thế giới cũ bị hủy diệt, như vậy phải là công trình lớn cỡ nào? Flynn cười nói, bên này là thành phố con của phế tích thành phố vừa rồi. Trước khi thế giới cũ bị hủy diệt, nghe nói nó là tòa thành cổ nào đó, địa điểm du lịch. Vì giữ được cảnh tượng của niên đại cổ xưa nên bảo tồn và tu sửa tường thành. Tưởng Bạch Miên kết hợp kiến thức của mình, đưa ra lời suy đoán. Các bạn vừa nghe xong tập 24 của bộ truyện Trường Dạ Dư Hỏa của tác giả Mực Thích Lặn Nước tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.